hướng dẫn peel và tái tạo da, mụn ẩn, lỗ chân lông to và da không đều màu. Cho chị cái cặp bao tay. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện một ca khách hàng bị lỗ chân lông to và mụn với cái bộ ba sản phẩm này hỗ trợ điều trị mụn thâm nám tàn nhang nha. Thì bước đầu tiên thì mình sẽ làm sạch da và mình chuẩn bị cây tăm tre và cây tăm bông. Thì số 1 thì mình sẽ dùng cái lọ này, lọ Bio TCA nha. Mình đối với cái tình trạng da này của khách hàng á, thì hiện tại da, nền da bị khô và mỏng. Thì mình sẽ dùng cái thảo dược tái tạo này pha vào để giảm cái nồng độ xuống. Đối với da của khách hàng này thì sẽ không có những cái mụn viêm và đầu mụn nên mình không có chấm nha. Thì mình sẽ dùng bông tăm mình quét luôn. Thì mình sẽ pha nha. Đầu tiên thì mình sẽ xịt. Thì trước khi xịt vào lọ thì mình nhớ lắc đều nha. Với da mỏng thì mình sẽ cho ít nhất từ 2 đến 3 giọt. Thì da này mình sẽ cho 3 giọt và dùng bông tăm mình sẽ khuấy đều. Thì đầu tiên mình sẽ quét trên trán trước. Thì vì vùng da trán là vùng da nói chung là dày thì mình sẽ quét. Thì quét theo cái chiều dọc như thế này. Quét nhẹ một lớp mỏng. Thì khi nhớ chấm vào thuốc thì mình nhớ gạt ngay cái thành của miệng thuốc để giảm cái lượng thuốc xuống. Sau đó mình sẽ quét nha, quét đều. Và lưu ý nếu như mà mình dùng tại nhà thì mình có thể tự quét cho mình. Còn nếu như mình được người khác quét cho mình thì càng ok hơn. Mình quét qua một lớp như thế này và tiếp tục thì mình có thể quét phần mũi. Cái vùng da nào dày thì mình có thể quét trước. Và tiếp tục là cái vùng da hai bên má. Thì cái vùng da ở rằng phía mắt á, thì nó rất là mỏng và nhạy cảm. Thì mình chịu khó mình quét hơi cách xa một xíu ha. Rồi quét theo cái chiều như thế này. Và mình nhìn cái lượng thuốc, nó sẽ đều, thẩm thấu đều nha. Và cái phần thuốc mà còn dính ít trên tâm á, thì lúc đó mình sẽ quét sát cái viền của mắt. Và quét cái mức độ rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đó. Và cứ thực hiện như vậy cho hết hai bên má. Thì trong cái quá trình khi mà mình quét như thế này á, thì thuốc nó sẽ tiếp xúc lên bề mặt da, nó cảm giác hơi hơi xót nhẹ thôi. Và da của mình không hề mà khó chịu nha. Và tiếp tục thì cái phần càm. Thì phần càm mình có thể quét nhẹ xuống như thế này. Cái cây bông tăm á, khi mà mình quét là mình có thể lăn theo cái chiều nha. Tại vì thuốc nó sẽ ngấm đều vào cái bông tăm á, mình sẽ lăn đều như thế này. Và tiếp tục bằng môi. Lưu ý giùm mình là cái đầu tăm này nó sẽ to và nó sẽ cứng nên mình không có khi mà mình quét cái lực của mình đó là nó sẽ đi đều nhẹ như thế này mà không có cắm xuống như thế này nha mọi người. Và khi mình có thể cảm nhận ví dụ như sốt nhẹ và da mình chưa có biểu hiện gì thì mình cũng có thể quét thêm một lớp chồng lên. Chồng lên. Khi mà mình thấy rát nhiều hoặc là cảm thấy mà da mình nó đỏ lên thì mình sẽ ngưng, mình sẽ không quét nha. Thường thì nếu như mà mình làm ở spa thì mình có máy xông thì mình có thể hỗ trợ thêm máy xông mát. Còn nếu như mình sử dụng tại nhà thì mình có thể ngồi trước cái quạt gió giúp em nha. Cái trắng trắng này là cái tinh chất của thảo dược á, nên cảm giác nó sẽ thấy da của mình nó hơi trắng trắng á. Và khi nếu như da mình có những cái biểu hiện mà trắng trắng thì mình sẽ không quét chồng lên đó nữa nha. Khi mình quét xong hai lớp thuốc đầu tiên rồi thì mình sẽ lắc đều cái chai serum tái tạo này. Mình sẽ đổ ra cái chung một lượng vừa. Và sau đó mình sẽ dùng bông tăm mình sẽ quét lên bề mặt da. Mình sẽ không cần phải rửa mặt gì hết nha cả nhà.
Thì khi mà mình thoa cái serum thảo dược này lên á, thì đầu tiên nó sẽ hơi sốt nhẹ cái, và trong vòng khoảng 2 giây là nó sẽ làm dịu và mát da lại liền à. Thì đối với cái bộ sản phẩm của bên mình á, thì nó có thể hỗ trợ làm loại bỏ tế bào sừng, tế bào chết và giúp lấy đi những cái nếp nhăn và những cái cặn bã trên bề mặt da, và giúp da của mình được se khít lỗ chân lông hơn và đào thải những cái độc tố, đặc biệt là mụn nè, và giúp lại nuôi dưỡng lại cái tế bào mới và phục hồi. Thì tất cả các bạn nào có những cái bệnh lý như trên, mụn, thâm, nám, tàn nhang thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình để mình có thể chia sẻ cái bộ sản phẩm này mình sử dụng tại nhà nha. Thì sau khi mà mình quét cái lọ TCA xong thì mình sẽ sử dụng cái serum thảo dược mình thoa lên bề mặt da, và mình cứ như vậy mình để trong vòng ví dụ như 24 tiếng đồng hồ. Nếu như da của mình có biểu hiện đỏ thì mình sẽ không thoa gì lên cả. Và mình sẽ để như vậy, và qua 24 tiếng nếu như da mình không có đỏ thì mình cứ sử dụng cái serum thảo dược này, cứ thoa lên một lớp mỏng như thế này. Và lưu ý cho đến khi nào ngày thứ 3 thì các bạn sẽ được rửa mặt bằng nước nha. Và mình có thể rửa nọc nước nhẹ nhẹ vào, và sau đó thoa cái thảo dược tế tạo này một ngày 2 đến 3 lần. Và lưu ý cái sử dụng TCA lọ nhỏ này thì mình chỉ sử dụng một lần nha, một lần đầu tiên thôi. Và mỗi ngày thì mình cứ thoa serum tái tạo, và cho đến khi nào bông hoàn toàn tầm 7 đến 8 ngày thì mọi người sẽ sử dụng cho mình là cái bột rửa mặt này. Cái bột rửa mặt này nó sẽ có công dụng làm sạch cái tế bào chết trên bề mặt da, và giúp da của mình được cân bằng màu da, và giúp da của mình nó được sáng hơn. Và trong quá trình thảo dược tái tạo thì các bạn đừng bỏ qua cái bước bột rửa mặt này nha. Thì sau 7 đến 8 ngày thì mình sẽ rửa sử dụng một ngày một lần, và bôi thảo dược tái tạo có thể từ 2 đến 3 lần. Thì cái quy trình sử dụng rõ hơn với tình trạng da của mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho Nguyễn Trăng, để Nguyễn Trăng sẽ hỗ trợ trong quá trình khi mình sử dụng với cái dòng sản phẩm thảo dược tái tạo này. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chào tất cả các bạn, mọi người.